nghề dân chủ, một loại ký sinh trùng của xã hội. Ký sinh trùng là những sinh vật muốn tồn tại, phải sống nhờ vào sinh vật đang sống khác như con người, động vật và thực vật. Những sinh vật bị ký sinh gọi là vật chủ. Ký sinh trùng sẽ chiếm sinh chất của vật chủ để tồn tại và phát triển. Đấy là vấn đề mang tính sinh học. Còn đối với vấn đề xã hội thì sao? Trong xã hội hiện nay, có những kẻ cũng đang sống nhờ ký sinh trên sự bất ổn của đất nước, của dân tộc, của đồng bào mình. Vậy, những kẻ đó là ai? Họ là những kẻ vô công, dỗi nghề, kém tài, lười lao động, nhưng lại háo danh, muốn ăn sung mặc sướng, muốn làm ông này, bà nọ, bị xã hội đào thải vì không đủ đức, đủ tài để kiếm sống lương thiện bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình. Chúng thường nhân danh, nhà hoạt động nhân quyền, đại diện dân oan, giáo sư này, tiến sĩ nọ ở hải ngoại hoặc trong nước, lợi dụng những vấn đề bức xúc của xã hội được quần chúng quan tâm, nhưng các cơ quan nhà nước chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm, kích động, khiếu kiện, biểu tình đông người, mục đích gây tiếng vang, kêu gọi tài trợ từ nước ngoài. Sự đóng góp của những quần chúng nhẹ dạ, cả tin để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Coi đó như là một nghề để kiếm sống. Điển hình, vụ Đồng Tâm, những kẻ chống đối đứng đằng sau là tổ chức khủng bố Việt Tân, số phản động bên ngoài và những kẻ chống đối chính trị trong nước như Phạm Chí Thành, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Đặng Bích Phượng, Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu. Chính vì thế, chúng không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào, bất chấp luân thường, đạo lý để nói xấu chế độ, nói xấu nhà nước, kêu gọi cõng rắn cắn gà nhà, lừa dối những người dân nhẹ dạ cả tin, kích động biểu tình, khiếu kiện đông người, thậm chí bạo loạn gây bất ổn xã hội. Càng nhiều người tụ tập đông, càng biểu tình, bạo động, càng tạo ra bất ổn cho đất nước, càng gây tiếng vang thì tiền tài trợ của chúng càng nhiều. Xét về bản chất của những kẻ làm ký sinh trùng, nghề dân chủ yếu những con người thoái hóa, biến chất về mặt đạo đức, lối sống tư tưởng hoạt động. Nghề dân chủ để có động cơ đó là vì tiền, vì lòng tham vô đáy nên đã dẫn đến căn bệnh hoang tưởng với những tư tưởng lệch lạc, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, thậm chí phản bội đất nước. Chúng bán linh hồn cho quỷ dữ, tự biến mình thành công cụ là quân xanh để các thế lực chống phá đất nước ở bên ngoài sử dụng như một ngòi nổ cho mục đích làm rối loạn đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tạo dựng ngọn cờ chống đối, kích động, lôi kéo nhiều người tham gia, tiến tới gây bạo loạn, lật đổ. Điều này thể hiện rất rõ trong các tôn chỉ, mục đích của các hội nhóm và trong tuyên bố, hành động hiện hành của những kẻ ký sinh trùng, nghề dân chủ. Với công việc khá nhàn hạ, chỉ cần chịu nhục và chấp nhận liều lĩnh là các loại ký sinh trùng nghề dân chủ có thể kiếm hàng chục, hàng trăm triệu đồng trong một thời gian ngắn. Đặc biệt là những blogger, là những con rời hàng ngày ngồi cào phím, viết bài xuyên tạc, kích động người dân xuống đường tuần hành, lôi kéo, biểu tình, gây rối an ninh trật tự để làm giàu cho bản thân. Những kẻ hành ký sinh trùng, nghề dân chủ được các thế lực thù địch bên ngoài trả tiền, cụ thể là Mỹ và phương Tây, trực tiếp thông qua CIA, Cục Tình báo Trung ương Mỹ. CIA được mệnh danh là chuyên gia lật đổ, trực tiếp chỉ đạo, tài trợ cho các hoạt động của những phần tử, hội nhóm làm nghề hút máu như ký sinh trùng, nghề dân chủ. Hàng triệu đô la và nhiều phương tiện, điều kiện hoạt động khác được CIA bơm cho tổ chức khủng bố Việt Tân trong suốt hơn 30 năm qua. Từ Việt Tân, tiền được bơm cho các phần tử hàng ngày làm ký sinh trùng, nghề dân chủ. Thế nên, chúng mới có tiền để sống, mới có động lực để mà xuyên tạc, kích động và tiến hành nhiều hoạt động khác nhằm chống phá Việt Nam. Một thứ nghề khá béo bở, song đầy nhem nhuốc và đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, phản bội đất nước, phản bội nhân dân.